Hoàng đế Đường Thái Tông tự Lý Thế Dân là người cần kiệm, chính trực, yêu thương trăm dân, tôn kính thần Phật. Lòng nhân từ và đức hạnh của ông trải dài khắp bốn biển, uy lực khắp tám phương. Ông cũng vô cùng hiểu đạo trời, thuận theo thiên mệnh. Đường Thái Tông sớm biết về sau Võ Tắc Thiên sẽ đoạt ngôi, giết hại con cháu nhà Đường, nhưng vị hoàng đế này đã không ra tay diệt trừ hậu họa. Tuy nhiên, mọi việc đều có nguyên do sâu xa của nó. Sớm biết Võ Tắc Thiên sẽ đoạt ngôi, vì sao Đường Thái Tông vẫn không diệt trừ? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Vào ngày 19 tháng 5, năm thứ 7, thời kỳ trinh quán của Đường Thái Tông, Thái Tông hỏi Lý Thuần Phong rằng: "Thiên hạ của trẫm giờ có thể nói là khá ổn định rồi. Khanh thông hiểu kinh dịch, toán quái. Khanh có biết ai sẽ là người làm mất giang sơn của trẫm? Và sau triều đại của trẫm, ai là người sẽ đăng cơ? Triều đại mới nào sẽ bắt đầu? Khanh hãy nói rõ ràng cho trẫm biết." Lý Thuần Phong thật thà nói: "Đây là thiên cơ, thần không dám tiết lộ." Đường Thái Tông trả lời: "Khanh không nói, trẫm cũng không miễn cưỡng. Hãy cùng trẫm đi vào trong cấm cung." Lý Thuần Phong đi theo sau Đường Thái Tông lên lầu cao. Ở trên phòng cao ấy, Đường Thái Tông lại nói: "Nơi này, trên không đụng trời, dưới không chạm đất. Khanh có thể vì trẫm mà nói ra được rồi." Lý Thuần Phong cung kính: "Người làm loạn triều ta ở ngay bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ không biết 30 năm sau người đó sẽ giết chết hầu hết con cháu nhà Đường." Đường Thái Tông lại hỏi: "Người này là văn quan hay võ tướng? Khanh hãy nói rõ cho trẫm biết. Trẫm lập tức giết chết người này để trừ họa cho đất nước." Thuần Phong đáp: "Đây là thiên ý, sức người có thể làm gì được. Người này hiện giờ đã ngoài 20 tuổi. Nếu giờ giết chết đi, trời tất sẽ giáng họa nước ta, con cháu nhà Đường càng nguy hiểm." Đường Thái Tông nghe xong trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Thiên ý, nếu đã định rồi, vậy thì khanh hãy thử nói sơ qua về người này xem." Lý Thuần Phong tâu: "Người này chỉ có cây thương không rời thân, hai mắt mọc trên trời." Lời này rõ ràng tả về tên của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên có họ là Võ, từ Võ này do chữ chỉ có ghép với cây thương. Tên là Chiếu tức là hai mắt mọc ở trên trời. Về sau này, sự tình thực tế xảy ra hoàn toàn đúng với lời tiên đoán này. Với tài trí của mình, Đường Thái Tông có thể đoán biết danh tính của người gây họa cho vương triều ông về sau. Nhưng tại sao Võ Chiếu kia vẫn tồn tại? Lão Tử có câu: "Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên." Thực tế, mệnh trời không thể trái. Lý Thuần Phong mặc dù đã sớm đoán được sự việc này, nhưng tiến trình lịch sử là đã có sự an bài, không thể thay đổi được, chỉ có thể thuận theo. Còn nghịch thiên mà làm thì chỉ có gia tăng chết chóc, tăng thêm tội nghiệp, hà tất phải làm khổ thêm muôn dân trăm họ. Bản thân Đường Thái Tông cũng là người minh tỏ điều này, nên ông cũng không truy cứu việc này tiếp nữa.